Và sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi hồ sơ xét visa của tháng 5 2012. Loại visa F1, công dân Mỹ bảo lãnh con chưa có gia đình, hiện đang xét đơn ngày 1 tháng 5 năm 2005. Loại visa F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ hoặc chồng và con dưới 21 tuổi, hiện đang xét đơn ngày 15 tháng 11 năm 2009. Loại visa F2B, thường trú nhân bảo lãnh con 21 tuổi trở lên chưa lập gia đình, hiện đang xét đơn ngày 22 tháng 2 năm 2004. Loại visa F3, công dân Mỹ bảo lãnh con đã có gia đình, hiện đang xét đơn ngày 8 tháng 3 năm 2002. Và loại visa F4, công dân Mỹ bảo lãnh anh chị em, hiện đang xét đơn ngày 1 tháng 12 năm 2000.